Mở đầu chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thiên Hạ xin gửi đến quý vị bình luận của nhà báo Ngọc Vinh đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 1 tháng 8 2022 về sự kiện một công an cướp tiệm vàng quăng vàng ra đường. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vàng cho người nghèo và tự do cho tất cả chúng ta. Đoại úy quốc làm việc tại một trại giam ở Huế. Ca này lạ, hiếm có từ trước tới giờ. Lạ và khó hiểu. Vì quá lạ và khó hiểu nên hai hôm nay tôi không dám bình luận gì vì sợ mình võ đoán. Lần đầu tiên, một sĩ quan công an của chế độ dùng súng cướp vàng của dân giàu nhưng không lấy làm của riêng mà ném lại cho dân nghèo. Xong rồi tra tay vào còng. Anh ta không phải là Robin Hood vì hết sẽ không cướp vàng của dân mà cướp ngân hàng nhà nước để chia cho dân. Nhưng với phát ngôn vàng cho người nghèo, anh ta sẽ chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử tâm lý học tội phạm của nhà nước Đông Lào thời hậu Cộng sản. Biết đâu trong tương lai sẽ có một cuộc cách mạng dương cao khẩu hiệu vàng cho người nghèo và tự do cho tất cả chúng ta thì sao?